Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây ít ngày, một vụ án đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Vụ việc xảy ra vào ngày 18 tháng 3. Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thoại Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Khánh, sinh năm 1978, trú tại ấp Tân Bình, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang về tội hiếp dâm. Xảy ra tại ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Về chi tiết vụ án này ra sao, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vụ án xảy ra trước đó tại ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn. Nạn nhân trong vụ việc là em H, con gái của bạn Khánh. Theo công an tỉnh An Giang, Bùi Văn Khánh là bạn của ông Phạm Ngọc Sắc, cha ruột của em H. Biết con gái của bạn làm việc tại cơ sở bóng đá, nằm trên đoạn đường đồng vắng người qua lại, Khánh nảy sinh và thực hiện hành vi đồi bại. Trước đó khoảng 18 giờ ngày 6 tháng 3, Khánh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67M1-32840 đến cơ sở bong bóng cá duy nhất tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn gặp cháu H. Trước đây, Khánh nói với em H, ba con không rước con được nên kêu chú rước con dùm. Tuy nhiên, trên đường về đến bờ kênh thuộc tổ 1, ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, lợi dụng đoạn đường đồng vắng người qua lại, Khánh dùng lời nói hăm dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm em H. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đưa H trở về nhà, H kể lại cho mẹ ruột của mình nghe. Sau đó, gia đình đã đưa cháu H đến công an xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn tố giác Bùi Văn Khánh về hành vi hiếp dâm H. Hiện tại thì vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra và làm rõ. Tiếp sau đây là vụ việc nghi mâu thuẫn ghen tuông, gã đàn ông chém chết người phụ nữ, con ra can ngăn cũng bị thương nặng. Vào sáng ngày 16 tháng 3, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn huyện Bến Lức khiến cho hai người thương vong và cho biết đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, hoàn tất khám nghiệm hiện trường và tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Cụ thể, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Chiến, 57 tuổi, ngụ tại huyện Bến Lức. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Thu Tê, 47 tuổi, ngụ tại ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, và con là Trương Hoàng Đê, 17 tuổi, con của chị Tê. Nguyên nhân vụ án mạng đang được điều tra làm rõ. Cụ thể, trước đó khoảng 21 giờ 20 phút ngày 15 tháng 3, Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1965, ngụ huyện Bến Lức, đã cầm theo hai con dao để chạy đuổi theo chị Nguyễn Thị Thu Tê, sinh năm 1975, ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An. Nhìn thấy Chiến cầm dao và có biểu hiện bất thường nên chị Tê đã bỏ chạy. Lúc này, nghe tiếng mẹ la thất thanh, hoảng hốt, con trai chị Tê là cháu Trương Hoàng Dê, sinh năm 2025, đã chạy ra can ngăn, liền bị Chiến chém vào đầu gây bất tỉnh. Sau đó, chị Tê tiếp tục bỏ chạy vào cửa hàng khác, cách đó khoảng 10 mét thì bị Chiến đuổi theo, chém nạn nhân nhiều nhát vào đầu và ngực. Sau đó, mặc dù chị Tê được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, chị sau đó đã tử vong tại bệnh viện huyện Bến Lức. Riêng con trai của chị tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng đã bị thương nặng. Theo thông tin của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau khi gây án, đối tượng đã tìm cách bỏ chạy, nhưng người dân kịp thời khống chế để bắt giữ, giao công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Lợi, Công an huyện Bến Lức đã kịp thời có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Theo người dân địa phương, nguyên nhân vụ án mạng có thể do ghen tuông tình ái giữa Chiến và chị Tê. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Thông tin đáng chú ý tiếp theo đó là tin tức mới nhất về vụ án gã yêu dâu xanh hiếp dâm và sát hại bé gái 6 tuổi ở Bà Rịa, Vũng Tàu xảy ra vào hồi đầu tháng 4 năm 2021 đã gây cho rúng động dư luận. Trong quá trình điều tra, công an xác định không những sát hại và hiếp dâm cháu QN mà trước đó Dũng Giá còn dâm ô đối với ba cháu gái khác. Đối tượng là Phạm Văn Dũng, tức là Dũng Giá, 46 tuổi, ngụ tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 15 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Văn Dũng, tức là Dũng Giá, 46 tuổi, ngụ tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa về các tội giết người, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Đây là vụ án mạng xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2021. Đã gây phẫn nộ và chấn động dư luận bởi nạn nhân bị Dũng sát hại và hiếp dâm khi chưa đầy 6 tuổi. Trong quá trình điều tra mở rộng,
lực lượng chức năng phát hiện sự thật kinh hoàng hơn khi phát hiện Dũng đã từng dâm ô với 3 bé gái khác, tất cả đều là hàng xóm của Dũng. Theo cáo trạng thể hiện, khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 17 tháng 4, Phạm Văn Dũng đã đi dự đám giỗ tại nhà hàng xóm ở tổ 1 khu phố 3, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Đến khoảng 20 giờ 20 phút tối cùng ngày, gã đàn ông này đã đi bộ về nhà nhưng thấy cửa khóa nên định đi qua nhà bố vợ ở phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa để dự tiệc sinh nhật. Khi đi qua nhà ông T.A. hẻm 122 đường Võ Thị Sáu, phường Long Tâm và rẽ trái thì phát hiện cháu N. sinh năm 2006 cùng chú tại phường Long Tâm và cháu nội của ông A đang đi phía sau. Dũng tiến lại gần hỏi hai cháu đi đâu thì N trả lời: "Con đi mua xe." Đi được một đoạn, Dũng phát hiện cháu nội ông A đã quay trở về nhà, còn N đang đi một mình phía sau Dũng. Nảy sinh ý định xấu, tên yêu rau xanh sau đó đã bế cháu N vào khu vực bãi đất trống gần nhà rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Khi thực hiện hành vi, do lo sợ cháu N chống cự và kêu la nên Dũng đã dùng tay để bóp cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường rồi tiếp tục đến nhà bố vợ dự sinh nhật. Tối cùng ngày, người thân của cháu QN trong lúc tìm kiếm thì phát hiện cháu đã nằm bất động tại một bãi đất trống. Tình trạng cháu bé không mặc quần, miệng sùi bọt mép. Ngay sau đó, gia đình nhanh chóng đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Ngày 19 tháng 4, Dũng bị bắt giữ. Đặc biệt là trong quá trình điều tra, công an còn xác định trong thời gian từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Dũng đã còn thực hiện hành vi dâm ô đối với 3 cháu bé khác đều là hàng xóm cạnh nhà Dũng. Cụ thể, một buổi chiều trong tháng 3 năm 2020, sau khi nhậu xong, Dũng đã thực hiện hành vi dâm ô với cháu C, sinh năm 2011, ngay tại căn nhà của mình. Khi cháu C chạy sang nhà tìm kiếm bạn để chơi cùng, Dũng dặn cháu C không được nói cho ai nghe, rồi cho cháu 50.000 đồng. Vào tháng 4 năm 2020, Dũng sau khi nhậu, một cháu gái khác tên là Quia, sinh năm 2013, đã chạy qua nhà Dũng chơi và bị Dũng xâm hại, sau đó Dũng cũng dặn không được nói cho ai. Một buổi trưa tháng 1 năm 2021, hàng xóm nhờ con gái là cháu T, sinh năm 2010, qua nhà Dũng để xin giá vụn về cho gà. Lúc này Dũng cho cháu T 20.000 đồng rồi thực hiện dâm ô với cháu. Quá trình điều tra, Dũng đã khai nhận hành vi giết người, hiếp dâm với cháu QN và hành vi dâm ô với các cháu gái trên. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành cho các nạn nhân nhận dạng và phù hợp với lời khai của Dũng. Cuối cùng là vụ án man dợ không kém, đó là sự việc khi thấy vợ ly thân đang ân ái với người tình, chồng đã dùng dao xông vào đâm chết vợ cùng nhân tình. Sáng nay ngày 21 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra một vụ án mạng khiến hai người tử vong. Nạn nhân là chị TRTHV, 35 tuổi, cùng nhân tình. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, do mâu thuẫn tình cảm nên chị V, 35 tuổi đã ly thân với chồng là Trần Văn Lượng, 35 tuổi ở thôn Bình Man, xã Sơn Lâm, chuyên ra sống ở nhà anh trai tại thôn Bình Thái. Trong quá trình sống ly thân, chị V nảy sinh tình cảm với anh P. Khoảng 19 giờ tối ngày 20 tháng 3, khi phát hiện vợ mình đang ân ái cùng anh P ở trong nhà, Lượng đã cầm dao xông vào và đâm chém vợ và ân tình. Hậu quả là anh P chết tại chỗ, còn chị V bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, nhưng sau đó cũng tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nam, sau khi gây án, Lượng đã gọi điện thoại cho người thân để đến hiện trường. Sau đó, công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường và đưa Lượng về trụ sở công an để điều tra. Hiện công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án. Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.